Người ta gọi đội tuyển Đức là những cỗ xe tăng, mà khi là cỗ xe tăng thì súng ống và đạn pháo là những thứ rất được quan tâm, được coi là quan trọng nhất. Nhưng bạn có lẽ cũng biết đấy, đạn dược của đội tuyển Đức hiện tại thì rất trung bình. Người nổi tiếng nhất hiện nay chính là Kai Havertz hoặc Timo Werner. Nói tới đây là bạn hiểu rằng vấn đề là gì rồi. Vì sao Đức không sản sinh ra được tiền đạo xuất sắc như thế hệ trước? Có lẽ câu hỏi này đã được người Đức đau đáu trong vòng 10 năm trở lại đây, kể cả khi mà họ đã đoạt được danh hiệu vô địch World Cup 2014. Cùng nhìn lại các tiền đạo của tuyển Đức trong giai đoạn trước đó, chúng ta có ba cái tên nổi bật: Lukas Podolski, Miroslav Klose và Mario Gomez. Podolski người gốc Ba Lan, Klose cũng là trường hợp tương tự, còn Mario Gomez là con lai Tây Ban Nha. Còn tiền đạo hẳn hoi nhất mà Đức từng sản sinh ra trước thời này là Oliver Bierhoff, không thực sự thành công tại chính quê hương của mình mà phải đến các quốc gia khác để lập nghiệp. Ngược dòng quá khứ thêm nữa, ta đến với những Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Claude Fischer, Claude Abloh, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Steven Kuhn. Vâng, họ thì quá ghê gớm rồi. Trở lại với bóng đá hiện đại, các tiền đạo người Đức đang ở đâu và làm gì? Cùng đến với giá trị của họ để tìm ra những ai đang có màn thể hiện tốt nhất. Đứng đầu danh sách là Leroy Sané với 80 triệu euro tiền định giá. Tiếp theo là Serge Gnabry với 45 triệu euro. Vấn đề nằm ở chỗ là hai cầu thủ này chơi vị trí lệch biên và đã 27-28 tuổi rồi, không còn khả năng phát triển nữa. Gnabry mới chỉ có đúng một bàn trong mùa giải năm nay, còn Sané khá hơn với 9 bàn thắng và 9 đường kiến tạo sau gần 2.000 phút thi đấu. Nhưng đó là bởi anh có Harry Kane thi đấu ở hàng trên chịu đòn thay. Những cái tên tiếp theo nào? Moukoko, người đang bị trứng lại tại Dortmund và thậm chí còn đang dính nghi án gian lận tuổi. Karim Adeyemi, 28 triệu euro, 2 bàn thắng sau gần 800 phút ra sân mùa giải này và dĩ nhiên không phải là một sự lựa chọn hàng đầu ở Dortmund. Kevin Schrader, 1 bàn tại Brentford, đội bóng xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng EPL. Denis Undad, người thất bại tại Brighton, phải xuống đến tận vị trí thứ 8 và thứ 9. Những cái tên quen thuộc mới hiện ra. Timo Werner, người tụt phong độ thảm hại và không thể giành lấy một suất đá chính ở đội bóng từng làm nên tên tuổi của anh là RB Leipzig. Và cuối cùng là tiền đạo cắm số 1 tuyển Đức, Niklas Füllkrug, 30 tuổi, với định giá 13 triệu euro. Khi nhìn về các đội tuyển khác, sự yếu kém của người Đức ở vị trí tiền đạo càng rõ rệt hơn. Chúng ta có Harry Kane ở Anh, Olivier Giroud của Pháp hay Romelu Lukaku của Bỉ. Đáng thương làm sao, nhất là khi người Đức từng có một vua dội bom mang tên Gerd Müller, từng ghi đến 68 bàn thắng chỉ trong 62 trận ở tuyển quốc gia. Nếu nói Bundesliga không phải là một môi trường tốt thì cũng chẳng phải. Trong những năm vừa qua, giải Đức sản sinh ra hai tiền đạo hạng nặng. Robert Lewandowski có máy dội bom của Bundesliga ở cả Dortmund và Bayern Munich. Lewandowski có thể nói là một trong những sản phẩm của Bundesliga khi anh đã phát triển và thành công tại Đức kể từ khi chuyển qua từ Lech Poznan khi mới 21 tuổi. Trường hợp thứ hai chính là Erling Haaland, như chúng ta cũng đã biết. Vậy thì câu chuyện có lẽ thuộc về đào tạo trẻ và lỗ hổng trong triết lý mới. Trong một cuộc phỏng vấn với Süddeutsche Zeitung vào mùa hè năm 2021, giám đốc đội tuyển quốc gia Oliver Bierhoff đã phàn nàn về việc thiếu sự hiện diện của một tiền đạo cắm trong vòng cấm. Chúng tôi không có một tiền đạo nào máu mặt đủ sức để người Đức có thể tin tưởng bơm bóng vào trong vòng cấm mỗi khi gặp khó khăn. Cách tiếp cận đó thực tế đã giúp Đức giành được chức vô địch World Cup vào năm 2014, nhưng nó cũng phải trả giá đắt. Có lẽ những chuyên gia bóng đá Đức cũng không tính đến việc họ đã lỗi thời một cách chóng vánh. Đến như vậy, cựu tiền đạo của Cologne và tuyển Đức, Dietmar Müller, nói với The Athletic: "Cách dạy các thủ trẻ hiện tại đã hoàn toàn khác so với thời của tôi. Thời còn làm cầu thủ trẻ, tôi đã mắc sai lầm cực kỳ nhiều. Bởi lẽ những thứ kinh nghiệm đó sẽ dạy cho tôi cách để thành công hơn sau này, đặc biệt là đối với vị trí tiền đạo cắm." Đó là những lời bộc bạch của người đàn ông 67 tuổi, người từng là vua phá lưới tại giải vô địch châu Âu năm 1976 và ghi hơn 200 bàn thắng, thở dài rằng thực ra thì ngay cả trong năm 2014, chúng tôi vẫn còn có Closer. Giám đốc đội tuyển quốc gia Bierhoff, bản thân từng là tiền đạo khét tiếng, cũng thừa nhận có vấn đề. Ở các cấp học viện, chúng tôi có xu hướng đề bạt những cầu thủ như Mario Götze, những người có kỹ thuật xuất sắc, đặc biệt là ở ngoài vòng cấm, và chúng tôi đã hơi bỏ qua những phẩm chất truyền thống của một tiền đạo, anh nói với tờ Süddeutsche vào năm ngoái. Một số người có thể coi đây là phản động, một chút chủ nghĩa dân túy quay lại cơ bản rẻ tiền vào thời điểm đội tuyển quốc gia đang bị chỉ trích vì mất liên lạc với người hâm mộ. Nhiều người Đức hoài niệm về một thứ bóng đá mà họ gói gọn trong ba từ: tạt, đánh đầu, bàn thắng. Dietmar Müller nói: "Tôi đã từng tập đánh đầu hàng giờ với một quả bóng trên dây, không ai làm điều đó nữa cả. Một phần ở những lý do mà Đức quyết tâm thay đổi là vì họ muốn xóa bỏ đi những thứ tàn dư, những hình ảnh không mấy tốt đẹp về tuyển Đức dữ dằn và quyết liệt." Sau giai đoạn 2014, một số ý kiến cho rằng bóng đá Đức cũng bị đồng hóa với chính xác huấn luyện viên, bởi chính các huấn luyện viên có sở thích sử dụng cầu thủ đa năng hơn là tiền đạo,
Ba cái tên lớn đã làm việc ở Đức là Pep Guardiola, Jürgen Klopp và Thomas Tuchel đã ảnh hưởng sâu sắc đến điều này. Họ không phải những huấn luyện viên anti tiền đạo. Chính họ giờ ai cũng có một tiền đạo xịn hay từng muốn mua bom tấn tiền đạo cho riêng mình. Nhưng họ có tiêu chuẩn và yêu cầu cao về người đá cắm. Nếu không có, họ sẵn sàng làm việc với một đội hình thiếu đi sát thủ. Và quan trọng là tiền đạo đích thực thì càng không có chỗ, nhất là khi hệ thống phát triển bóng cần người. Cho tới nay, khi bóng đá luôn thay đổi và con người tài năng vẫn xuất hiện, người ta lại thấy Pep có Haaland, Klopp có Nunes, còn Thomas Tuchel lại từng muốn có Romelu Lukaku. Nhưng những gì xảy ra lại nằm ở ngoài biên giới nước Đức và cũng không dính dáng gì đến chân sút người Đức nào. Nhắc đến đây, bạn cũng cần nhớ rằng Tuchel đã thất bại với Werner và Hansi Flick thì thậm chí còn tệ hơn nữa. Nhưng bạn có nghĩ đổ lỗi cho những nhà cách tân bóng đá là đúng? Chắc chắn không, vì bản chất vẫn nằm ở phẩm chất người Đức và sự lựa chọn của họ. Trong một cuộc phỏng vấn cho Augsburger Allgemeine, cựu huấn luyện viên đội tuyển U21 Đức Stefan Kuhn đã nêu lên mối quan tâm của mình về hệ thống phát triển hiện tại tại Đức. Chúng tôi đang tụt hậu về mặt phát triển tài năng trẻ so với các quốc gia khác. Chúng tôi đã tập trung quá nhiều vào bóng đá kiểm soát và chiến thuật, nhưng bỏ qua một số điều cơ bản về bóng đá. Làm thế nào để giành chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi, tận dụng lợi thế từ các tình huống cố định và giành chiến thắng trong các pha đánh đầu và xử lý các tình huống một chọi một. Đó là một số phẩm chất còn thiếu ở các thủ trẻ của chúng tôi. Khi đội của bạn đang nắm giữ 70% quyền kiểm soát bóng mỗi trận, chỉ truyền bóng đi và di chuyển, hạn chế những quả tạt và các tình huống tranh chấp trực tiếp, điều đó yêu cầu các tiền đạo của bạn lùi sâu và hàng tiền vệ để gia tăng quân số. Mặt khác, khi chiến thuật như vậy được sử dụng rộng rãi cấp độ trẻ, các tiền đạo trẻ sẽ không thoải mái hơn về việc giành chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi và chơi với tính chiến đấu trong vòng cấm. Các tiền đạo trẻ ở Đức không quen với cường độ đó và họ không được đào tạo theo cách đó. Vậy làm thế nào Đức có thể tạo ra một trung phong truyền thống trong hoàn cảnh như vậy? Tất nhiên đừng bỏ qua yếu tố vĩ mô như thời đại. Mỗi một quốc gia đều có một thế hệ vàng. Từ sau Urs Schaller, Đức cũng đã trải qua gần 15 năm không có tiền đạo nào đủ sức nặng cho đến khi Gerd Müller xuất hiện. Nhìn sang các quốc gia khác như Ý, Tây Ban Nha hay thậm chí là Brazil, một tiền đạo cắm cũng là câu chuyện đáng mơ ước. Còn người Anh, sau một giai đoạn sử dụng những Peter Crouch hay Emin Heskey thì cuối cùng cũng đã có Harry Kane. Không có tiền đạo cắm không phải là vấn đề của tuyển Đức. Cựu tuyển thủ Bas Stöber thậm chí đặt ra vấn đề lớn hơn, đó là chất lượng chung của cầu thủ và tính kết nối của họ. Sau World Cup 2022, Bas Stöber đã lên tiếng chia sẻ rằng khi ông nhìn vào những con người của tuyển Đức hiện tại, ông thấy rằng họ không đủ đẳng cấp để gọi là elite. Trừ Thomas Müller và Manuel Neuer đã ở tầm huyền thoại, các thủ ở mọi vị trí của tuyển Đức hiện tại đều chơi rất kém, dù họ là thành phần gạo cội của câu lạc bộ. Tính kết nối của người Đức thì rất quan trọng, nhưng các thủ giờ lại quá chú trọng vào các tiểu tiết mà không thể hiện được sự chăm chỉ hay chất cũ của người Đức. Nhưng nghe đến đây, một số người đồng tình, một số người phản đối vì cho rằng bóng đá không thể chỉ có mỗi khuôn như vậy. Nhưng Bas Stöber vẫn tuyên bố rằng ngoại trừ Musiala, các thủ Đức khác ở hiện tại quá thiếu cảm hứng và thái độ đàng hoàng với công việc. Còn các huấn luyện viên thì quá dở trong việc truyền lửa cho các học trò đồng hương. Vì vậy, khi Đức không còn là câu lạc bộ